ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sập bê ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng ma ya dê cha tát tha na cha nan ti đê qua ganh toa ni quê đa dùng sập bê lô cầm hi dê sạc ta chỉ quan ta ra ê tu ca ma nhun nhang phô cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành nhiều nên đều là phước báo vượt mình có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm tiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đền hầu mặt ngay của người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý uống dung nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng ý đăng quá ta mê buôn nhang a sa quắc khá gia quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành đi khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm và con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con và con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo thọ trì giới ạ. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mic trở lại cho ngài. Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Cái tên cái lễ di tôn thì đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào Sĩ Meta, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Hồng Nhật, Sĩ Lương Mộng, Sĩ Trang Thư, Sĩ Tâm Phương, Sĩ Duyên, Đạo Hữu, Hoa Sáng Lan, Sĩ Hồng Nhung, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Như Quang, Sĩ Thiệu Vũ, Sĩ Thiệu Lâm, Sĩ Tâm Hạnh, Đỗ Hữu, Chất La Vui Cùng, Sĩ Kiên, Vinh Bằng, Của Tổ Nữ Phúc Hạnh. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật Hôn, ngay trong tâm. Và trước khi bước vào Bồ Tàng này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ra tình Hát Tây Giá Sá Quân Đà Mỹ Bồ Ma Hệ Sì Giả Ra Hằng Thế Thà Gia Tô Lô Thế Tâm Hồ Sắp Bá Gà Rù Vi Chệ Thác Cô Lô Ca Sơ Sát Thài Thế La Đầm Mắc Cụ Vi Đầm Mắc Hành Tầng Nó Ra Phù Cái này giá cần Như Lai Giá Cần Pháp Màu Này Bất Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Nở Trái Trăng Tối Thần Giáo Chủ Kế Lăng Vô Lượng Tử Đẻ Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Pháp Trần Con xin những lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bồ Đề Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mạnh Tha Sa Vi Na Ca Hộ Tô Sa Pa Ni Bút Tho Pa Ti Phù Ti Sanh Nhã Tô Quần Đà Ma Hành Tăng Na Ra Phù. Cái này nhắc cần pháp bảo vi nhân vàng như là soi sáng vạt màng vô minh ma tan làm đạt dũng sinh đầy Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đang cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu su thù su khách tá su sa quá cô su sa su ca mô quá ra thầm mất su khá cô niên đa bất sân sa đi hà đá rù quá rù quanh đà mất hành tăng đá ra phù. Cái này nhắc cần tăng bảo thanh văn bản tâm học môn rõ để mà phát tâm các thanh tịnh lý trần sao về thế phàm nhân ai bị con xin lên lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ gì cũng dường
rất là nát đây là tiết thích thà mê tu hà lạc xà bi à nút phá huê lạc xà hạ xà dê lạc xê trả tụ. Cầu xin Tăng Bảo Uy Linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Lạc mô thành nha. Phần tán dương ơn Đức Tăng Bảo đã sau. Cô gà con cho quý vị coi như bị rối loạn không? Alo, tiếng gà gáy có to không? Nó to thì đóng cái cửa lại. Còn mình nếu nghe được thì cứ để tự nhiên nó phụ hả? Nó làm ảnh hưởng gì đến đạo tràng không? Được ha? Thôi chắc ăn đóng này đi. Rồi gây thịt kệ nó. Làm gì nó? Nó trong miệng thiện gái làm gì nó, nhưng mà nó làm rối loạn chứ. Rồi gặp cha tương ớt mà nghe như vậy thì chịu không nổi, bắt gà xếp hai. Gặp tương ớt là vậy đó. Nhưng mà đó, cái sau này không thấy cha tương ớt tới với room này nữa, cho nên con gà còn sống tới bây giờ. Nếu mà cha tương ớt mà đến với cái room này thường xuyên, chắc gà lên đường rồi. Nó không mắc dịch mà nó mắc rồi. Alo, cầu vật ngon 287 ha. Chúng ta bắt đầu ha. Câu đầu tiên: Tăng Phút Bát Sụ Sà Sàng Mắt Tăng ha. Rồi sao rồi nó cả một chùm không biết nữa. Tăng Bút Ta Ba Sụ Sầm Mắt Tăng. Tăng Bút Ta Ba Sụ Sầm Mắt Tăng. Đọc quá. Tăng Bút Ta Ba Sụ Sầm Mắt Tăng. Một câu hai từ ha. Chữ tăng là một ha. Bút Ta Ba Sụ Sầm Mắt Tăng là hai ha. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những lời này. Chữ tăng do đại từ ta, nhưng mà cách chia thứ hai đối tị giao về pháp tí e có quá trình a, cho nên chữ ta biến thành chữ tăng. Tăng là cái đó điều ấy, tăng là cái đó điều ấy. Alo, Thích Như Quang. Tăng cái đó điều ấy, đúng rồi. Bút Ta Ba Sụ Sầm Mắt Tăng. Từ thứ hai, cái từ này do ba từ nó cộng lại. Chữ Bút Ta là một nè, Ba Sụ là hai nè, Sầm Mắt Tăng là ba. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những cái từ này. Chữ Buddha, Buddha chữ đầu tiên, nó là một danh từ nam tính. Akrantapunglinga Buddha nghĩa là con. Con cái. Rồi cái chữ Ba Su nó cũng là một danh từ nam tính. Ukrantapumlinga chữ Ba Su có nghĩa là gia súc, con cái, gia súc. Rồi cái từ thứ ba, Sammatta. Cái từ Sammatta đây là một cái dạng quá khứ phân từ ha. Tiếp đồng ngữ của Sammatta cái nghĩa là chữ sân. Rồi chữ Matta này căn ngữ của nó là chữ mát. Mát có nghĩa là bị say mê.
bị say mê. Nhưng mà samatha ở đây nó là một dạng quá khứ phân từ, cho nên ý nghĩa của nó là đã bị say mê, đã bị say đắm, đã bị say mê, đã bị say đắm. Và samatha ở đây nó được chia theo đối cách số ít đối tỷ cao vì phát tiết cao với tình a, cho nên samatha biến thành samatăng, tức là bị say đắm. Và cái câu số 2 này, puttapasu samatăng puttapasu, đã bị say đắm đối với con cái và gia súc. Chúc lại nha. Rồi bây giờ câu số 2. Và sát tâm mana sằng na rằng, và sát tâm mana sằng na rằng, và sát tâm mana sằng na rằng. Câu số 2 chúng ta có hai từ. Và sát tamana sang là một, na rằng là hai. Chữ và sát tamana sang ở đây chúng ta thấy có cái từ này ẩn chứa trong đó có hai từ, tức là và sát ta và chữ mana sang. Chữ và sát ta à, ý nghĩa bị dính mắc, bị dính mắc. Do từ đó quý vị chiếc gì này Kim Nhung nói nó dở quá vì khác không không Kim nghe ha. Rồi chữ và sát ta, và sát ta là bị dính mắt, mana sằng, mana sằng là tâm. Và sát tâm mana sằng có nghĩa là tâm dính mắc. Và sát tâm mana sằng là tâm dính mắc. Rồi chữ thứ hai bị dính mắc, mana sằng là tâm dính mắc. Rồi na răng do cái từ Nara là người nam ha. Nhưng mà chữ Nara được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao vì phát tiết câu quay trở, cho nên Nara biến thành Na răng là người nam, người nam hay là nam nhân. Chào cô Tôn Lê Tự Duyên vừa đến với pháp hội. Rồi, như vậy thì câu số 2, người nam bị dính mắt, à tâm bị dính mắt, người nam tâm bị dính mắt.
Rồi bây giờ qua câu số 3. Sút tăng ga măng mạo hồ gồ. Sút tăng ga măng mạo hồ gồ. Có gì quá nữa hả? Rồi. À đúng rồi. Sút tăng ga măng mạo hồ gồ quá. Sút tăng ga măng mạo hồ gồ quá. À, câu số 3 có 3 từ ha. Sút tăng là 1, ga măng là 2, mạo hồ gồ quá là 3. Chữ sút tăng. Sút tăng ở đây nó là một cái dạng quá khứ nam tính, à quá khứ phân từ ha. Sút tăng sút ta. Sút ta nó là một danh từ nam tính, nhưng mà được chia theo đối cách số ít lúc thì giao với phát tỷ e có quá trình a, cho nên sút ta biến thành sút tăng. Sút tăng ở đây chữ sút tăng không phải là kinh kệ, mà chữ sút tăng nó là ngủ à, tức là cái chữ ngủ này dễ hiểu lắm, buồn nào rồi cũng đi qua, chỉ có buồn ngủ không tha đứa nào à, thì chữ ngủ ở đây có nghĩa là cả cái buồn ngủ đó à, chữ sút tăng. Rồi chưa, chữ tăng là ngủ. Rồi chữ ga măng do cái từ ga má cũng được chia theo đối cách đối với giao với phát tí ai không quan trọng. Ga măng có nghĩa là cái làng, làng làng xóm á. Làng xóm rồi cả làng. Rồi ma hồ gồ. Ma hồ gồ quá. Ma hồ gồ quá. Ở đây vô ba từ cộng lại ha. Chữ maha là 1, oko là 2 và iwa là 3. Ba từ này đi chung với nhau ha. À, học cũng xin khổ thiệt. Rồi xin bài học ha. Rồi bài học đưa lên liền. Nhưng mà bây giờ đang nói về câu số 3 ha. À, chữ maho go wa. Nè, chữ ma hồ gồ qua do ba từ cộng lại ha. Ma ha, ma ha là to lớn, là đại. Ma ha rồi cộng với ô khô. Ô khô là cơn lũ à, cơn lũ à. Rồi chữ ý quá là ví như, ví như cơn lũ lớn à, ví như cơn lũ lớn à, cái chữ ma hù khù quá tợ như cơn lũ lớn. Câu này, câu này hơi khó ha. Sút tăng là ngủ, ga măng là ngôi làng. À, mau hồ khù quá, ví như cơn lũ lớn. Như vậy thì nghe nó kỳ quá ha. À, qua câu số 4 nữa để cho nó bổ sung cho câu số 3 này ha. À, ví như cơn lũ lớn rồi sao? À, câu số 4 nó sẽ giải quyết cho câu số 3 ha. Machu ada jagat chati, machu ada jagat chati, machu ada jagat chati. Câu số 4 có 3 từ ha. Machu là 1,
Adaya là 2, Gacchati là 3. Chữ Machu, Machu ở đây có ý nghĩa là thần chết ha. Thần chết. Thần chết hay là sự chết. Rồi Adaya, Adaya cái từ này, Adaya nó sẽ đi chung với chữ Gacchati ha. Adaya đi chung với Gacchati, bởi vì chữ Gacchati có nghĩa là đi, nhưng mà có chữ Adaya nó không còn đi nữa mà nó cuốn trôi. Adaya Gacchati là cuốn trôi hoặc là cuốn phăng, phăng đi, tức là kéo cái gì? Này này dùng cái từ chộp lấy ha, thì tóm lấy hay là cuốn trôi hay là mang đi ha. Rồi Adaya Gacchati là cuốn trôi. Lũ thì cuốn trôi chứ còn làm sao mà đi nữa. Cái này hồ đó là đi không kịp đó, làm cả ao, cả làng, nên là coi như trôi vào trong nước. Như vậy thì Machu Adaya Gacchati là thần chết cuốn trôi hay là sự chết cuốn trôi. Cuốn trôi gì? Có câu vô số 3 nó bổ sung. Thần chết cuốn trôi đi cái ngôi làng đang ngủ say. Câu 3, câu 4 bổ sung nhau ha. Thần chết cuốn trôi cái ngôi làng đang ngủ say. Ví như cơn lũ lớn, thần chết ví như cơn lũ lớn, cuốn trôi đi ngôi làng đã ngủ say. Mình chào đạo hữu Kỳ Anh ha. Thần chết ví như cơn lũ lớn cuốn trôi đi ngôi làng đang ngủ say. Rồi xà thu, xà thu xích nhiều quá. Rồi chúng ta mòn mẫm mà cũng đã xong ý nghĩa từ vựng ha. Chắc chắn là cũng có những cái sự sơ sót trong này. Rồi quý vị thấy chỗ nào có lỗ hổng trong ý nghĩa từ vựng, có chỗ nào rắc rối, quý vị cứ tự nhiên ha. Rồi có chỗ nào thắc mắc không? Rồi như vậy thì chúng ta cũng đã tìm ra ý nghĩa từ vựng. Rồi sa thú, sa thú mời Siết Kim Nhung. Thắc mắc thì cứ đưa tay ha, học là phải hỏi. Dạ con kính thưa sư, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào các anh chị ở trong lớp học. Dạ con chưa biết đọc cái từ ở câu thứ hai ạ, cái chữ bờ gia sắp tá má ná xăng, thì con chưa biết đọc cái đó, mình đọc chữ bờ với chữ giờ ở đó thì mình đọc làm sao thưa sư, sư chỉ giùm con ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Cái từ mà câu số 2 á là cái từ mà gọi là từ từ nó cũng như chưa gì hết mà coi như tới câu số 2. Câu số 1 con chưa học nữa. Rồi cái lo tới câu số 2 mới hỏi rằng tự vận bài học này á có chỗ nào rắc rối. Khi nào không còn rắc rối thì mới qua cái chỗ mà từ cái từ câu số 2 hả? Mà câu số 1 cũng chưa tới nên mà nó hỏi câu số 2 sao mà nóng quá vậy. Không nghe người ta nói từ từ rồi nó cũng nhừ. Rồi như vậy là không thắc mắc về từ vận phải không? Đang hỏi về từ vựng không thắc mắc thì bây giờ mới tới cái chỗ mà Sĩ Kim Nhung thắc mắc nè. Rồi trả lời vấn đề,
chúng ta cứ tuân tự ha. À, mình ăn liền ha, đâu được, muốn ăn liền cũng phải bóc vỏ ra, dùng kéo, dùng dao cắt ra, rồi kêu bộ miệng liền, bỏ vô miệng ăn luôn cả bọc ni lông hả? Đâu được. Bây giờ nè, tới câu 1 và 2 nè, điều mà Sư Kim Dung thắc mắc nè. Tăng bát ta ba su sam mắt tăng nhà sát tam na sang na rằng. Một lần hai câu ha. Tăng bút ta ba su sam mắt tăng nhà sát tam na sang na rằng. Quý vị nghe đọc rồi có một sự nhận định thắc mắc thì quý vị hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Cái thắc mắc hỏi như là cái vị say di số khá 7 tuổi vậy. À, chỗ nào không hiểu, à, chỗ nào mà thấy rắc rối là hỏi tại sao mình ở dưới thấp chảy lên cao được, tại sao mà cái người này coi như là nhắm một con mắt lại trong khi hai con mắt có thấy rõ hơn, nhắm một con mắt lại nhìn cái mũi tên rồi hơ đốt, rồi tại sao, tại sao vân vân. Thì càng nhiều cái tại bị như vậy thì chúng ta mới mở mang được cái đầu óc, à, chất xám của chúng ta mới tuôn trào. Trở lại vấn đề, tăng bút tác su sam mắt tăng già sát tăng mana tăng na rằng. Alo, đọc chậm nha. À, nhìn của nó để thấy cái chỗ này chỗ kia tại sao, tại sao ha. Đọc lại ha. Tăng bút ta ba su sam mắt tăng già sát tăng mana tăng na rằng. Rồi cái người đầu tiên thắc mắc đó là Sư Kim Nhung. Sư Kim Nhung quan nghĩ phân tích dùng hai câu này, trường âm thế nào, đoạn âm thế nào, tại sao mà phải là đọc vậy. Rồi mời Sư Kim Nhung. Như vậy mới có cớ để mà hỏi chứ. Rồi xin mời. Dạ con, tại con cũng chưa biết cách đọc, con nghe sư đọc là gia sát thì con thấy là nó mất chữ bờ, thành ra là con mới thắc mắc ở chỗ đó. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Tăng bút ta ba su sam mắt tăng gia sát tamana sang na rằng. Tăng bút ta ba su sam mắt tăng gia sát tamana sang na rằng. Là ở câu 1, tăng là trường âm giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, bá là đoạn âm, sú là đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, mát là trường âm nhấn, tăng là trường âm giọng nguyên âm. Ở trong câu 1 thì có 8 âm, trường âm nhấn thì bút, xăm, mát có 3. Trường âm giọng nguyên âm thì tăng, tăng có 2, đoạn âm là tá, bá, sú có 3. Ở câu 2 thì gia là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, ná là đoạn âm, xăng là trường âm giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, răng là trường âm giọng nguyên âm. Như vậy ở trong câu 2 thì cũng có 8 âm, có 3 loại trường âm là trường âm thông thường là gia, trường âm nhấn là sát, trường âm giọng nguyên âm là xăng, răng, đoạn âm là tá, má, ná, rá. Trường âm thông thường có 1 là gia, trường âm nhấn có 1 là sát, trường âm giọng nguyên âm có 2 là xăng, răng và đoạn âm có 4. Dạ đó là sự phân tích của con ạ. Dạ con xin xuống mic kính nhờ sư sửa giúp ạ. Alo,
sao mà cái có hai người tặng hoa còn bao nhiêu là cái cứ vỗ tay không hả? Mà vỗ tay thì ai nghe? Tặng hoa người ta mới thấy nha. Giỏi quá hả? À, huynh bà khen ha. Nhưng mà huynh bà khen người ta thì trước tiên mình phải tự khen mình chứ. Mình phải tự khen mình chứ khen người ta sao được? Mình phải tự hào rằng mình cũng đọc đúng như vậy. Rồi mời huynh bài câu 1, câu 2. Alo. Nếu mà huynh bài mà tặng hoa thì cũng nói, nhưng mà huynh bài là khen nữa. Vậy thì bây giờ khen người ta, mình phải khen mình đã. Rồi mời huynh bài câu 1, câu 2. Alo, cứ mạnh dạn lên. Alo, huynh bài. Huynh bài đâu rồi? Trời ơi, Xích Nguyên Trang thích lệ kìa. Xích Nguyên Trang tặng hoa trước rồi kìa. Alo. À, tức là bỏ mấy xuống rồi mới chụp ha. Trời ơi, làm cầu thủ à, biết đâu. Rồi, xin mời nha, chụp này 1, 2, 3. Dạ, con xin kính sư và đạo tràng. Con xin đọc câu 1 và câu 2. Tặng Putta Pasusang Mát Tăng. Câu 2 là Dạ Sátta Má Ná Sằng Ná Rằng. Con phân tích câu 1 Tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Put là trường âm nhấn, Ta Pa Sú là ba đoạn âm, Sam là trường âm đọc theo giọng là trường âm nhấn, mát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2 là ya ya sát tà và sát tá ma na sằng ná vặn. Và là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ma sa ma na là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm và vặn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin hết, xin sư chỉ thêm. Sa thủ, sa thủ huynh bài. Hay quá ha. Chỉ có chữ tăng thêm dấu quyền thành chữ tăng ha. Chữ sân thêm dấu quyền chữ sân, mà chữ răng thêm dấu quyền là chữ rằng ha. Chỉ có mấy cái trường âm đọc theo giọng nguyên âm là thêm dấu thôi ha. Phân tích thì không có chỗ nào sai. Chữ gia thì đọc là chữ già ha, chữ già ha, chắc cũng lớn tuổi rồi cho nên chỉ già, chỉ già thì đọc chữ già. Còn bao nhiêu cũng đúng hết. Ai cũng quan nghĩ hết, tặng công tặng hoa nhiều quá vậy nè. Sa thủ quên bài. Alo, mời Xích Thiện Vũ. Xích Thiện Vũ ơi, câu 1, câu 2. Quỳnh bài thêm mới tới, mình thấy giỏi quá trời ha. Rồi bây giờ coi Xích Thiện Vũ như thế nào đây, xin mời. Dạ, con xin đọc câu 1, câu 2 ạ. Trước tiên con xin kính bảnh lễ sư và kính chào đạo tràng. Thang Puthapasu Sam Matang Ya Sattamana Sang Na Rang. Con xin phân tích ạ. Thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phút trường âm nhấn, Tapasu nguyên âm ba đoạn âm, Panasu sam trường âm nhấn, mát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ya trường âm thưa thông thường, sát trường âm nhấn, tamana ba bản âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na bản âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin sư sửa cho con ạ.
Alo, chào mừng Sister Thiền Vũ này, sao giỏi quá trời này. Đọc nó có chỗ nào sai. Thay vì tặng 3 cành hoa, Sister Nguyên Trang tặng tới 5 cành luôn kìa. Thấy dữ dội ha. À, rồi Đạo Hữu Kỳ Anh rồi gì tặng tới 6 cành luôn. À, chào mừng khuôn bài, người ta tặng mình bông hoa nhiều, mình tặng lại có một cành như vậy là thấy kẹo quá vậy. Hả? Phải tặng nhiều nhiều lên cho người ta họ lên tinh thần nhé. Tặng con cành hoa à, chắc là huynh bài này thấy chắc là bây giờ đang cái mùa dịch đừng eo hẹp ha, cho nên ngày kiếm bông hoa rồi hơi khó, tặng con cành hoa. À, xa thôi xa thôi, xin thiệm vũ ha. Cái câu 1 câu 2 bị nào phân tích cũng chính xác, cũng hay. Đây là một cái điều mà quý vị đã vượt lên chính mình. À, rồi, như vậy thì con 1, con 2 ha, con lại ha. Tăng Phút Tăng Bác Sư Sầm Mắc Tăng Gia Sát Tăng Ma Na Sầng Na Rằng. Như vậy thì trong câu 1, câu 2 này, cái sự thắc mắc của Sức Kim Nhung có được giải tỏa chưa? Chính Sức Kim Nhung cũng đang phân tích thấy rõ ràng và chính xác. À, chức lá cuối cùng đó là trường âm thông thường, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm luôn luôn đọc không dấu, không huyền, không sắc. À, đó là sự nhắc nhở đối với huynh bài ha. Nhưng mà huynh bài coi như là cũng thành công. À, những người mới tới chúng ta không nên coi như khó khăn quá, mà nên du di một chút đi. À, chiếc lá cuối cùng chỉ còn có một chiếc lá thôi mà cũng rất rối quá hả ngộ ha, chỉ còn có một chiếc lá thôi mà cũng còn chấp thủ nữa ha, khổ thiệt. Rồi vậy thì Sức Kim Nhung, Sức Kim Nhung chỉ bi đọc là đờ là sao? À, chữ pia ya sát tamana sang bờ già ha, bờ già ha, nhưng mà chúng ta đọc nghe rõ hơn là chữ pia. À, chữ bờ trước thì đọc nhanh ha, pia ya sát tamana sang na rằng. Do đó hỏi vậy, nhưng mà thật sự lên đọc phân tích rồi thì thấy đúng quá, còn gì nữa. À, quý vị thấy đầu tiên là Sức Kim Nhung ha, thắc mắc rắc rối. À, hỏi tại sao, nhưng mà khi mà lên đọc một phân tích rồi thì trời ơi, nắm rõ trong lòng bàn tay. Trường âm thông thường, biết đó là trường âm thông thường. Trường âm nhấn, biết là trường âm nhấn. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là biết trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bởi vì khi chúng ta đọc giọng dài thì chúng ta phải biết nó nằm trong cái dạng gì, để rồi coi như chúng ta coi như được tự tin ha. Nhà đọc lại ha. Tăng Bút Tăng Bá Sư Sâm Mắc Tăng Gia Sát Tăng Ma Na Sằng Na Rằng. Như vậy thì đây là một câu Phật ngôn 8 từ phải không? 8 từ, câu 1, câu 2. À, với thể thơ 8 từ thì chúng ta thấy tương đối dễ. À, mặc dù cách đọc rắc rối nhưng mà chúng ta luôn luôn đọc một lần hai câu để nó bổ sung cho nhau. Bởi vì sao? Người tâm ý đắm sai, họ đắm sai cái gì? Họ đắm sai con cái và súc vật. À, có nghĩa là cái người ta hay nói là cái gì? Con là nợ vợ lụa, gia cửa nhà là nghiệp chướng. Thì cái vấn đề đắm sai ở đây, cái nghiệp chướng ở đây có nghĩa là con cái và súc vật. À, con cái và sự vật, hai câu này bổ sung với nhau, cho nên nhiều khi chúng ta ngắt ra một câu
thì nghe nó kỳ kỳ, nhưng mà hai câu thì bổ sung ý với nhau ha. Rồi bây giờ trả lời vấn đề. Tăng bút tát bát su sam mắt tăng già sát tam na sằng na rằng. Hai câu này thì sĩ Thiện Vũ, Huynh Bài và sĩ Kim Dung đã phân tích xong. À, không có gì rắc rối phải không? Bởi vì phân tích đúng quá rồi, không rắc rối gì nữa. Rồi, ê, nói vậy mà cũng có rắc rối nha. Có người đưa tay, rồi đưa tay thì cứ hỏi. Dạ, con kính thưa sư, hồi nãy cái chữ ná răng nó từ cái chữ ná rá, rồi sư nói đó là người nam, là nam nhân. Nhưng mà ở đây sư dịch chữ người nó như vậy, nó không có chữ nam ở trong này. Con không hiểu, dạ con xin sư giải đáp. Wow, cái này cũng không bị nữa. Có người là được rồi. Trong đó người thì phải có người nam, người nữ chứ. Nhưng mà chữ ná rá nói chung, trời ơi không có người nữ trong đó là phân bì liền ha. Chán thiệt. À, người tâm ý đắm say con cái và súc vật, người ở đây chỉ ná ra nói chung vậy thôi, trong đó có cả nam cả nữ nữa, nhưng mà tượng trưng thôi. Bây giờ nói chữ ná ra rồi chữ ná ri, trời ơi cả nam cả nữ thì nó dư hai từ sao, thì nói là người nam đại diện được rồi, nam nhi thì chi chí chứ. À, người nam là đại diện cho con vật hai chân được rồi. Bây giờ còn thắc mắc phải có người nữ trong đó hả? Tức là nam di chỉ mà di nữ cũng anh hùng hả? À, dính mắc từ ngữ đúng rồi. Trời ơi cũng đặc lưu quá đi. Người bộ người nam mà đắm say trong đó con cái bị xúc hoặc là người nữ không đắm say hả? À, nói chung là cũng người thì chữ ná rá nó đại diện, hay là chữ Purisa đã đại diện được rồi. Bây giờ còn tại sao có tôi trong đó? À, nếu mà có người nữ trong đó, có tôi trong đó là chấp thủ. À, có cái bản ngã thì bây giờ đại diện là được rồi. Thôi, nó thắc mắc làm gì hả? Dính mắc từ ngữ đó, chức lơ cuối cùng nó đúng quá đi. Rồi, ví dụ như bây giờ nói về tứ chúng. Đức Phật ngài dùng chữ phí khu thì nói rằng ố đây vậy mà vị tỳ khưu, còn mình là cư sĩ, cư sĩ tức là kỹ sư rồi, còn thắc mắc cái gì nữa, mà nói rằng ô mấy ông sư thôi, Đức Phật chỉ dạy mấy ông sư, còn mình là không phải mấy ông sư, không phải là đầu mình chưa cạo, tức là chưa cạo đầu là chưa cầu đạo, rồi thôi khỏi học hả? Không phải. Cái vấn đề xuất gia, những cái vị cạo đầu đó chúng ta phải hiểu trên hình thức, còn cái xuất gia tâm lý tức là chúng ta cũng là những người xuất gia. Đức Phật dạy cho những vị tỳ khưu đó, nhưng mà mình cũng là một vị tỳ khưu, chứ đừng có nói là ô sao mấy ông đầu trọc mình đầu còn có tóc. Thì như vậy là những cái gì Đức Phật dạy cho mấy cái thầy chùa thì mình không phải là thầy chùa, mình ở nhà thờ thì gọi là thầy thờ, ở chùa thì gọi là thầy chùa, thì thầy chùa cứ lo đi, còn mình ở nhà thờ thì mình coi như là khỏi lo, không được. Cái tâm lý xuất gia đó là điều quan trọng, mình tu bên trong á, chứ không phải tu trên hình thức. Cho nên ở đây nói người nam, trong đó có chữ người là mình là người rồi, còn phân biệt là nam nữ thì còn có cái gì, còn có sự chấp thủ. Còn nói rằng những vị tỳ khưu, mình không phải là tỳ khưu, không phải. Quý vị thấy rằng trên cái sau một quả Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì trong những cái quả vị của sa môn đó thì có người xuất gia, có người cư sĩ không? Trong đó không có cái người đầu trọc, người cần đầu có tóc mà. Rồi, đưa tay nữa hả? Trời
Ôi, rồi, nói chuyện trong huyện ha, chứ không có nói chuyện ngoài huyện ha. Rồi, xin mời. Con sư chế Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử, con thấy sư giải thích một cái mà sư nói vòng 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 nhiều quá, nói túm lại thì chờ thời của Đức Phật, lúc mà ở thời Đức Phật trong nước Ấn Độ ngày xưa đó, thì cái nước Ấn Độ đó cho đến bây giờ nó vẫn còn phân chia ra năm cái hạng người. Thì bên Ấn Độ á, thì con có đi hành hương qua Ấn Độ năm 2018, con thấy hả, đàn ông á, là buôn bán, đi ra ngoài chợ không thấy một bóng dáng, rất hiếm người đàn bà mà đứng bán hàng, chỉ thấy người đàn ông thấy mắc cười, sợ bán rau, bán bánh, bán đồ, nấu nướng gì đó, đứng ở trên hai bên vỉa đường đều là đàn ông hết. Tại vì đàn bà chỉ ở nhà nấu cơm, làm ruộng thôi, chứ không được đưa ra đường. Thành ra con nghĩ này, trong câu này Đức Phật nói người nam nhân á, là Nara là người nam nhân, thì có nghĩa là người nam nhân lúc nào cũng đứng làm chủ trong gia đình, người nữ chỉ là phụ thôi. Thành ra ngài không có nói đến người nữ, tại vì trong lúc Đức Phật ở trong cái thời đó là cái thời của nước Ấn Độ đó, thì cái người nam á, thì là được quan trọng nhất, coi như chủ gia đình, còn người nữ là phụ thuộc, nhiều khi không có cần thiết nữa. Cái chế độ đó nó cũng có những cái rất là ghê tởm lắm, là hồi xa xưa nó, nếu mà vua hay là trong chủ gia đình mà chết, có thể bắt những người vợ thiêu chết theo luôn vậy đó sư, con nghe nói vậy đó. Còn cái hạng mà bằng cùng đó, dưới thấp á, thì nếu mà họ đi là họ phải dòm trước dòm sau, nếu mà họ thấy cái người mà cao quý đi trước họ đó thì họ phải tránh ra, họ không dám để cái bóng của họ đó mà chồng lên cái bóng của người cao quý đó. Nếu mà họ lỡ mà vô ý mà làm như vậy thì cái người này sẽ bị đánh chết đó, mà không có ai binh vực cho họ hết. Thì cái thời trong cái thời mà Đức Phật ở trong cái thời đó đó thì nó là như vậy đó. Con nghĩ rằng thành ra ngài không có nói người, tại vì người thì ngài có thể dùng là manusha đấy sư, là manusha là những con người. Thì trong đây ngài dùng cái chữ narang đó, thì con nghĩ là thuộc về nam giới, thuộc về nam nhân, tại người chủ gia đình, thì con nghĩ vậy đó. Bữa nay con good chưa, thấy không? Tại con thấy còn hai câu nữa còn phải đọc nữa, nên ra con không nói chuyện ngoài huyện, con nói chuyện trong huyện không à. Vậy con xin trả máy lại và chúc sư vui vẻ. Alo, sa thủ nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, tức là cũng ám chỉ chữ na răng manusa purisang. Nhưng mà thời kỳ của Ấn Độ có bốn giai cấp thôi, thêm một làm gì vậy? Giai cấp thứ năm là giai cấp nào? Chứ có bốn giai cấp thôi mà nó có thứ năm, dư một giai cấp. Vua là một rồi, khách tí giá rồi, hai quan ni cha thương giả, bà la môn là brahmana, thứ ba là quan ni cha, rồi thứ tư là chuyên là gia, chuyên là la. Giai cấp nô lệ có bốn giai cấp thôi, làm gì có giai cấp thứ năm. Rồi bây giờ tiếp tục câu số 3, câu số 4. Sút tăng gà măng má hồ khô quá mắt chú à đà giá gắt chá tí. Câu số 3, câu số 4. Sút tăng gà măng má hồ khô quá mắt chú à đà giá gắt chá tí. Thôi bà ơi, quan lại cái gì? Có 4 giờ cấp thôi chứ không có 5. Câu số 3, câu số 4 nha. Sút tăng gà măng má hồ khô quá mắt chú à đà giá gắt chá tí. Rồi, alo, quý vị có nghe rõ không? Quý vị nghe rõ không? Xin mời Xích Tâm Phương, câu số 3, câu số 4. Alo, Xích Tâm Phương ơi, câu số 3, câu số 4. Bây giờ đưa tay hay là chụp micro giống như quân bài. Sĩ Tâm Phương có chút máy không? Rồi, bỏ cửa chạy lên rồi ha.
bắt chước Đức Bồ Đề Đạt Ma ha. Đức Bồ Đề Đạt Ma thì bỏ dép chạy lấy rồi à, còn chiếc dép để lại nên là thế mạng, còn chúng ta bỏ của chạy luôn. Rồi Thế Tâm Vương không có chiếc máy. Rồi bây giờ mời tiếp người khác. Alo, đạo hữu Somagiri ha, đạo hữu Somagiri, tiếng Bali không biết cái chữ Somagiri là cái gì, mà tiếng Bali mà thấy cái chữ này ngầu quá. Bây giờ mời đạo hữu Văn Hỷ ha phân tích dùm câu 3, câu 4. Đạo hữu Somagiri Giri. Alo, đạo hữu có chiếc máy không? Ngầu quá ha. Đúng rồi, thấy cái nick này thấy ngầu quá. Rồi đạo hữu giờ mới hả? Chiếc Nguyên Trang có quen không hả? Chiếc Nguyên Trang là bây giờ ta như mời dùng những vị mới đi, chúng tôi cũng không biết những vị mới này phải tay về đẹp à. Rồi mời người ta họ có quan hỷ lên giống như huynh bài không, mà thì nhiều khi mình mời chất bớt làm cái người ta họ giận à, rồi không biết nam nữa. Rồi bây giờ mời Chiếc Nguyên Trang đi. Chiếc Nguyên Trang coi trong cái số những người mới này coi ai có nhiệt tình ha. Chắc là không phải ba ly, chắc là bốn ly. Đưa Thái rồi, xa thú, xin mời. Hello. Dạ thưa sư, con mới học thôi, thành ra con cũng ráng, không biết là có phân tính không ạ. Nhưng mà con sẽ ráng ạ. Cái câu số 2 thì con thấy chữ xuất thì là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo nguyên âm, ga là trường âm thông thường, măng là trường âm hô là trường âm thông thường, khô là trường âm thường, bá là âm, mắt là nhấn, chú là trường âm là trường âm thông thường. Gia là đa là trường âm thông thường, gia đoạn âm, gá là trường âm nhấn là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ con không biết là con có nói sai không, xin sửa cho. Dạ con xin sửa. Alo, 123, xích game mà còn nói dở quá mà vũ nghề nè. Trời ơi, chiếc Trang Kim Nhung cũng tặng hoa, xích Nguyên Trang là đưa lên một ngón tay là nhất chân chỉ rồi nè. Trời ơi, quá mà nghe cái giọng nghe quen quen ta à. Nghe cái tên thì lạ lạ, mà cái giọng thì nghe quen quen à. Chắc có gặp đâu rồi. Như vậy là dấu nghề ha. Phê ta ha. Má ghi đi, không biết cái nghĩa là thế nào đây. Chỉ xôn má. Cái chữ này chắc hay. Nó biết tôi mà tôi không biết nó. Bà con ơi, khổ thiệt. Ghi hi là coi như người cư sĩ á. Mới học từ con có bà thầy ở đây rồi, hèn gì thế mạnh dạng đưa ta, giỏi quá đi, xà tu sẽ trời ghi hi. Rồi đó là một. Bây giờ tiếp tục nha, mới có một người phân tích
Rồi bây giờ mời đạo hữu Tâm Đại Hạnh. À, đạo hữu Tâm Đại Hạnh. Alo, đạo hữu Tâm Đại Hạnh có thể quan hỷ. À, cầu 3, cầu 4. À, cái Sích Sông Má Ghi Rí vừa rồi thấy phân tích quá hay. Còn bây giờ đạo hữu Tâm Đại Hạnh, không biết là nam hay là nữ, à, quý vị quan hỷ ha. Đạo hữu của mình dạng đưa tay lên đi, biết chừng đâu lên phân tích rồi nó đúng không sao. À, mời chiếc lá cuối cùng với sư ha. Rồi, à, theo sự yêu cầu của Sích Kim ha, nói rằng mời đạo hữu chiếc lá cuối cùng nè. Alo, ấy mà không được, chiếc lá cuối cùng lên đây rụng rụng mất thế rồi sao, đâu còn vô rung sinh hoạt nữa. À, lên đây phân tích đúng thì coi như là nó còn tồn tại, mà phân tích sai cái rụng luôn là sao. Rồi còn đâu chiếc lá cuối cùng. À, đúng rồi, cầu lao thật ơi. Rồi bây giờ đạo hữu chiếc lá cuối cùng sao. À, bây giờ bên nữ ai cũng giỏi hết trơn. À, bây giờ coi như chiếc lá cuối cùng có thể đưa bàn tay lên phân tích cho bà con sợ chứ. À, huynh chiếc lá cuối cùng. À, rồi để coi mất thầy giờ hả. À, bây giờ mời hỏi sao xin niệm từ coi như rất mạng rồi. Alo, xin niệm từ. Không có mấy khác rồi. Alo, xin niệm từ ơi, câu 3, câu 4 ha. À, xin niệm từ quan hỷ lên phân tích câu 3, câu 4 coi thế nào. Alo, xin niệm từ có chút máy. Câu 3, câu 4 có nghĩa là Sút tăng gà măng mơ hồ khô quá mắt chú à đà giá gắt cha ti. Rồi, mời xin niệm từ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính định lễ Sư Trí Đức, con kính định lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con kính lễ cô Tuệ Duyên ạ. À, con phân tích hai câu, câu số 3 và câu số 4. Dạ. Sút tăng ga măng ma hồ bồ quá mắt chú a đà gia gắt cha ti. Dạ, sút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má hồ, má là đoạn âm, hồ là trường âm thông thường, go là trường âm thông thường, và quá là đoạn âm. Dạ, như vậy trong câu thứ nhất thì mình cũng có ba loại trường âm. Trường âm nhấn thì có sút là một. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì có ba là tăng, măng. Ở đó có hai là tăng và măng. Trường âm thông thường thì có ga, hô, vô. Và còn bao nhiêu đó là đoạn âm. Dạ, con xin phân tích câu số 2. Mắt chú a đà giá gắt cho tí. Mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, a đà là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, vậy, như vậy trong câu thứ 3, câu số 4 chỉ có hai loại trường âm. Trường âm nhấn là mắt và gắt. Trường âm thông thường thì có a, đa. Còn bao nhiêu là đoạn âm là chú, giá, chá, tí. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con có bức xúc hay là gì? Sis Kim hỏi chữ nào vậy? Sis Kim. Dạ. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con có sai, xin Ngài sửa lời dùm con ạ. À, con xin dâng bích lại cho Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. À, sa thủ xin niệm từ. À, xin niệm từ phân tích xong. À,
sẽ nhận được rất là nhiều bình hoa. Thì khi mà nhận được nhiều bình hoa là hoan hỷ rồi, bức xúc làm gì? Bức xúc là gì? Bức xúc là có nghĩa là người ta thường thường tặng 3 cành hoa là chính xác rồi, tặng 4 cành hoa là bức xúc. Bởi vì coi như dư thừa. Mà trong 4 cành hoa đó bức xúc là gì? Tức là thấy khi nãy mời Sĩ Tâm Phương lên mà Sĩ Tâm Phương không chịu lên, bây giờ tặng 4 cành hoa cho người ta thấy là mình dư thừa, mình giàu này. Thay vì tặng 3 cành hoa cái là thấy là ồ chính xác quá rồi, còn gì nữa. Nhưng mà tặng tới 4 cành hoa là thấy bức xúc là chính bức xúc đó mới đưa tay á. Rồi câu 3 câu 4 phân tích đi Sĩ Tâm Phương. Dạ Nam Mô Bích Thầy. Dạ đã lúc nãy mấy đứa nhỏ ồn quá thì bây giờ con chạy ra, mà nếu mà con nói nữa chừng mà nó có ồn thì bà sư cũng bỏ qua cho con. Dạ con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ thầy. Dạ con xin sám hối, con xin chấp xin đọc câu thứ 3 và số 4. Dạ Sút Tăng Gà Măng Mắc Hồ Mắt hồ hộ quá mắt mắt cú à đà giá gắt cha tí dạ, phải mày sút tầng gà mần mắt hồ hồ quá mắt cú à đà giá gắt cha tí. Dạ con xin phân tích. Dạ chữ chữ xúc có là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm đọc thi dạng nguyên âm, chữ ga là trường âm thông thường, chữ măng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chữ dạ, chữ hô là đoạn âm, chữ mát là đoạn âm, chữ hô là trường âm đọc, trường âm thông thường, dạ, chữ quá là đoạn âm, dạ, chữ mát là trường âm nhắn, chữ cú là đoạn âm, chữ a là trường âm thông thường, chữ gia là trường âm thông thường, chữ dạ, gia là đoạn âm, chữ gắt là trường âm nhắn, chữ cha là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Dạ con xin thỉnh sư sửa lại giùm con. Alo 123 123, mấy đứa nhỏ la lối ôm sòm như vậy mà cũng chú tâm, cũng phân tích như vậy là đúng quá chứ ha. Quý vị thấy mặc dù bị phân tâm, bị mấy đứa nhỏ la lối, nhưng mà vẫn hoàn thành một cách tốt đẹp, có gì đâu. Vừa chăm con lại chăm học nữa kìa, đó, quên bài mà còn khen nữa là không biết sao nữa. Này là cháu cho mọi con, cũng lớn tuổi rồi. Thì bây giờ giống như Ngài Liễu Tông nói rằng chúng ta kiếm một chút hành trang tư lương gì đó để trước khi mà chúng ta nhắm mắt các hơi thì chúng ta còn nhớ lại số tăng ra măng mất hồ khổ quá mất chú à đời giá các chá ti. Chỉ nhớ hai câu này thấy là thấy an toàn trên xa lộ rồi ha. Rồi xà thủ xà thủ. Như vậy là quý vị đã hoàn thành tốt đẹp câu số 3, câu số 4 cũng như câu số 1, câu số 2. Khi mà quý vị phân tích được như vậy, có sự chú tâm như vậy thì trong cái giọng đọc chắc chắn rằng quý vị biết rằng mình đọc đúng hay đọc sai ha. Bây giờ chúng ta thử lại ha. Nguyên cả bài nè. Tăng bút tập su sầm mắt tăng già sát tamana sang na gang su tang ga mang ma hu ko wa mat chu a da ya ga cha ti tang bu ta ba su sam mat tang ya sat
tamana sang na rang sut tang ga mang ma hu ko wa ma chu a da ya ga cha ti. Đó là trên đọc một hơi. Còn bây giờ chúng ta đọc hai hơi ha. Tăng bút ta ba su sầm mắt tăng nhà sát ta ma na sẵn na răng su tăng gà măng ma hù phù qua mắt chú à đà gia ca cha ti. Đọc lại lần nữa ha. Tăng bút ta ba su sầm mắt tăng già sát tamana sằng na rằng su tăng gà măng ma hồ phù qua mắt chu a đà gia gà cha ti. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tự thần bắt người ấy như luộc trôi làn ngủ. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị có hai cách đọc nha. Quý vị có thể đọc một hơi, quý vị có thể đọc hai hơi. Đọc sao có lực mà quý vị biết đúng và sai. Rồi xin mời Sĩ Kim, Sĩ Xu khác. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 287. Có hai người nghe, một thầy, ba người nghe. Thiên vũ vô bốn dạ. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu. Hay là rõ. Trời ơi trời, năm sáu người luôn. Đừng truyền âm thanh con tốt không? Không cần dịch thì dịch rớt chứng như sư vậy đó. Bút xúc là gì sư? Bút xúc cái chữ. Con nghe mà con không hiểu gì chân. Với lại lâm sàng vậy đó. Bỏ qua đi, mệt quá. Con cần cuốn từ điển Việt Nam chuyển sang Việt Nam, dịch ra Việt Nam. Thôi giờ để con đọc đây, để con hơi đọc. Đọc cho rồi. Từ từ lấy hơi mới đọc được chứ. Đọc bài đi, đọc cho rồi, đọc bài đi. Tại sao chiếc lá cuối cùng mà sư mời mà sư người ta không lên, sư cũng ok vậy sư? Tại sao, có chuyện gì đặc biệt vậy sư? Mời là phải lên với sư. Rồi bỏ ý kiến cho người ta nhiều quá, người ta phải biết mình là người nam người nữ, giọng bắt tụng nam gì với sư, phải đặt biểu diễn cho người ta biết chứ. Thôi giờ đọc đi. Kinh Pháp Cú câu 287. Tăng phúc ta pha su sằng mắt tăng già sắc ta ma na sằng na rằng su tăng gà măng ma hồ khổ quá mắt chú à già giác gắt cha tí. Tăng phúc ta pha su sằng mắt tăng già sắc ta ma na sằng na rằng su tăng gà măng ma hồ khổ quá mắt chú à già giác gắt cha tí. Tăng phúc ta pha su sằng mắt tăng già sắc ta ma na sằng na rằng xú tằng gà măng má hồ khô quá mắt chú à già gia cách cha tí. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi là ngủ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hơi, sao con không thấy ba cái sunflower của sư để lên sư? Chắc sư dũa con hay sư? Thiệt hà là sư đi đâu rồi? Con xin trả máy. Alo. À, con cảm ơn cô Nhật Bình, cô Như Quang cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 287. Tăng bút tắp pa su sam mát tăng ra sát tam ma la sa sang na rằng sút tăng ga măng ma hồ vô quá mắc chú a đa gia gác chát tị. Tăng bút tắp pa su sam mát tăng ra sát
ta ma la sang na rằng sút tăng ga măng ma hồ gồ qua mắc chú a đà ra gác cha tị tăng bút tập ba su sầm mắt tăng ra sát tam ma la sang na rằng sút tăng ga măng ma hồ gồ qua mắc chú a đà ra gác cha tị người tâm ý đắm say con cái và súc vật tử thần bắt người ấy như lụt trôi nàng ngủ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai say đắm thế gian, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như nàng mê ngủ lụt trôi. Lũ trôi chẳng người. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã bài xong. Dạ con cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ con xin xuống mic ạ. Kính mời cái cô chú tiếp theo ạ. Dạ kính thưa sư, dạ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 287 ạ. Tăng bút tapa su sầm mắt tăng già sát tamana sằng na rằng sút tăng gà mằng ma hồ khổ qua mắt chu à đà gia gách chất tị tăng bút tapa su sầm mắt tăng già sát tamana sằng na rằng sút tăng gà mằng ma hồ khổ qua mắt chu à đà gia gách cha tị tằng bút ta ba su sầm mắt tằng già sát ta ma na sằng na rằng sút tằng gà mằng ma hồ khổ qua mắt chú à đà gia gách cha tị người tâm ý đắm say con cái và súc vật tử thần bắt người ấy như lụt trôi làng ngủ. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai say đắm thế gian, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ, lũ trôi chẳng ngờ. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ xin mời vị kế tiếp. Cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. Nam Mô Bụt Tha, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ con xin kính lễ sư Trí Đức, con xin chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn quý vị đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin trả bài. Thằng Bút Ta Ba Su Sẵn Ma Tăng Dạ Sát Ta Ma Na Sẵn Na Rằng Sút Tăng Gà Măng Ma Hồ Khổ Quá Ma Chú A Đà Giá Khát Chá Tí. Dạ con xin sám hối ạ. Tăng Bút Ta Ba Su Sằng Mát Tăng Dạ Sát Ta Ma Na Sằng Na Rằng Sút Tăng Gà Măng Ma Hồ Khổ Quá Ma Chá A Đà Giá Gá Chá Tí. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Những ai say đắm thế gian, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ, lũ trôi chẳng ngờ. Của Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch ạ. Dạ con có sai xin sư sửa. Dạ con thông cảm mà con bị bệnh nên không có được khỏe. Dạ Nam Mô Phật, Nam Mô Bụt Tha. Dạ
Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ kính chào thầy kinh vừa đến với đạo tràng. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy cô Nhật Quỳnh mời cô tu nữ Tuệ Duyên mà con thấy không có cầm mic nên con để khỏi mất thời giờ của đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con xin để con kéo bài xuống. Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Dạ con xin đọc câu pháp cú 287. Tăng Bút Tapasusam mát tăng già sát và sát tamana sằng na rằng suốt tầng gà mằng ma hồ khổ quá mắt chú à đà gia gắt chấp tị tầng bút ta bát su sa mát tầng già sát tamana sằng na rằng suốt tầng gà mằng ma hồ khổ quá mắt chú à đà gia gắt chấp tị người tâm ý đắm say con cái và xúc vật tử thần bắt người ấy như luộc trôi ngàn luộc trôi ngàn làng ngủ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc tiếp, đọc lại lần nữa. Tăng Bút Tapasusam mát tăng già sát tamanasang na rằng suốt tầng gà mằng ma hồ khổ quá mắt chú à đà gia cách chát tí. Những ai sẽ đắm thế gian bám vào con cái vào đàn vật nuôi sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Và đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con có đọc sai, con kính mong Ngài sửa cho con ạ. Kính mời anh Bài lên tập đọc bài ha. Mời Hà nha. Mời dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con xin chào sư, thầy, chào đạo tràng. Cảm ơn Nguyên Trang. Bây giờ con đọc bài câu kinh 287. Tăng Puttapasusang Mattang Ya Sattamanasang Narang Suttang Gamang Mahokowa Mat đọc lại Mahokowa Matchu đà yết chát tì tăng putta pasu sang mát tăng ya sát tamana sang na rằng su tăng ya mang ma ho o wa mat chu đà yết chát tì. Người tâm ý đắm say con cái và xúc vật tử thần bắt người ấy như lụt lũ là ngủ. Là câu dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai say đắm thế gian bám vào con cái vào đàn vật nuôi sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin cảm ơn và xin hết. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư trí đức.
À, con kính lễ chư tôn đức trong đầu tràng, con kính lễ cô Tuệ Duyên và quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy Kim vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 287. Dạ, cảm ơn Sít Nhi Quang đã đưa bài lên ạ. Tăng Phút Ta Ba Su Sam Mắt Tăng Gia Sát Ta Ma Na Sam Na Sang Na Răng Sút Tăng Gà Măng Ma Hồ Gồ Qua Mắt Chú A Gia Gia Gắc Cha Ti. Tăng Phút Ta Ba Su Sam Mắt Tăng Ba Gia Sát Ta Ma Na Sam Na Na. Dạ, đọc lại. Thấy thầy kinh đeo mất kiếm đi. Rung quá, đọc không được. Tăng Phút Ta Bú Sâm Mắt Tăng Gia Sát Ta Ma Na Sâm Na Răng Sút Tăng Gà Măng Ma Hồ Gồ Qua Mắt Chú A Gia Gia Gắt Cha Tí. Dạ, con xin đọc hai lần nữa. Tăng Phút Ta Bá Sú Sâm Mắt Tăng Gia Sát Ta Ma Na Sam Na Rang Sút Tăng Gà Măng Ma Hồ Gồ Qua Mắt Chú A Gia Gia Gắt Cha Tí. Ủa, xin bài không thấy bài nghe đưa để kéo xuống. Dạ, dạ, cảm ơn Sư Như Quỳnh. Con xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi là ngủ. Dạ. Tăng Phút Ta Ba Su Sam Mắt Tăng Gia Sát Ta Ma Na Sang Na Răng Sút Tăng Gà Măng Ma Hồ Gồ Qua Mắt Chú A Gia Gia Gắt Cha Tí. Con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Những ai say đắm thế gian, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làn mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Dạ, con đã đọc xong. Con đọc sai, con xin ngài sửa lại giùm con ạ. Con xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Alo, alo, 1234, 1234. Đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Sít Duyên, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, nãy giờ tự nhiên bận tí. Dạ, bây giờ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ giáo pháp Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc bài ạ. Dạ, xin xích quan. Tăng sâm tăng gia sát tam man na tăng mang ma hồ vô chú a đà ca gấp chất tiết tăng bú táp bát xuân gia sát tám gia tám mắt tăng gia mắt chú nữa mà hôm nay đọc chữ nó cũng không chạy được. Tăng bút táp su sam mắt tăng gia sát tám na san su tăng gà mặt quá mắt chú a tí không rõ nữa.
đường truyền của tự nhiên nó tệ quá. Dạ bây giờ tiếng Việt thì tâm ý, người tâm ý đắm, người tâm ý đắm say xúc bắt người lục trôi là ngục. Dạ phổ thơ này của Hòa Thích Minh. Thì bây giờ đạo tràng cũng thấm đây, cái đường truyền nó mỗi nơi nó khác nhau, cho nên có mỗi có được và có chỗ nghe cũng không rõ, thì tự nhiên nghe nghe các vị cũng y như vậy thôi. Và bây giờ tới phổ tư phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Những ai say đắm thế gian bám vào con cái, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người, như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Và phổ thơ này của Hòa Thượng. Và tự nhiên đã đọc xong. Và còn vị nào hôm nay có thấy một cái nick mới, nick mới này nghe học alo 123 123 cô tu nữ Tự Gian ơi. Đúng rồi, như chiếc nói cuối cùng chát lên là nghe bị đứt khúc, nghe nó không có liên tục ha. Như vậy là đường truyền của cô tu nữ Tự Gian thành ra tệ rồi chứ không phải là tuệ nữa ha. Hơi rắc rối, nhưng mà trên cái tinh thần học quý vị đến với đạo tràng như vậy là tuyệt vời rồi. Trong các giọng đọc thì quý vị thấy có cái từ mà nhiều khi quý vị đọc nó hơi lướt qua, đó là những cái từ ví dụ như sút tăng, quý vị đọc giống như sút tăng vậy ha, chữ sút tăng đọc giống như là chữ sút tăng, một trường âm nhấn mà chúng ta đọc thành ra một đoạn âm sút tăng. Rồi chữ A Đa Giá thì nghe xuyên niệm từ đọc A Gia Đá, A Gia Giá, thì chữ này là A Đa Giá xuyên niệm từ, nhớ cái từ này ha. Chữ D thì chúng ta chỉ giờ chúng ta đọc bằng D A Đa Giá. Rồi, nghe nói A Đa Giá có bỏ chạy mất tiêu, bởi vì chính cái từ A Đa Giá Gát cho tí là cuốn trôi, rồi cuốn trôi luôn cả nick của xí niệm từ rồi, mà chính xí niệm từ đọc chữ A Đa Giá thành ra A Gia Giá. Rồi còn những vị khác đọc thì rất là tuyệt vời, bởi vì quý vị phân tích đúng. Quý vị đọc và phân tích đã đúng rồi, cho nên khi mà đọc qua thì nó rất là chuẩn. Đó là một sự thành công, đó là một điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang vừa đến với Pháp Hội. Bây giờ chúng ta coi như qua trường hợp khác ha. Đọc kinh xong rồi bây giờ phải qua đọc giọng kệ ha. Tava sút tầm mắt tầng già sát tâm na sằng na rằng sút tầng gà mằng ma hồ phù quá mắt chú a đà giá gát cha ti. Đó là giọng kinh ha. Nhưng mà còn một giọng đọc nữa, tức là chúng ta chia làm hai. Tầng bút tava sút tầm mắt tầng già sát tâm na sằng na rằng
Su tăng ga măng ma hồ khổ qua mắt chú a đà gia gắt cha ti. À, suy niệm từ nhớ ha. Mắt chú a đà gia gắt cha ti ha, chứ không phải a gia ha, mà là a đà gia. Rồi bây giờ trong cái giọng kệ thì chúng ta cũng đọc giống như giọng kinh, có nghĩa là đọc một lần hai câu giống như cách đọc thứ hai ha. Tăng bút ta ba su tầm mắt tầng già sát tâm na tầng nát rằng, thì giọng kệ chúng ta cũng đọc một lần hai câu như vậy ha. Bây giờ giọng kệ ha. Tăng bút ta ba su sam an tang ya san ta ma na san na rang su tang ga mang ma hu ku wa man chu a da ya ga cha ti tang bu ta ba su sam an tang ya san ta ma na san na rang su tăng ga măng ma hu phu wa man chu a da ya gan cha ti tăng bun ta ba su sam man tăng ya san ta ma na san na rang su tăng ga măng ma hu phu wa man chu a da ya gan cha ti. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tự thần bắt người ấy như luộc trôi là ngủ. À, cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Đại Đức Pháp Trang quan hỷ mở màn, để rồi đạo tràng sẽ bắt chước ha. Trời ơi trời, Đại Đức Pháp Trang đã từ từ chứ Tâm Phương mà nghe kệ là khoái lắm à. Alo, bàn tay Đại Đức Pháp Trang đâu rồi? Đức Pháp Trang ơi. Rồi Đại Đức Pháp Trang tới chứng minh. Rồi Huynh Kinh thì cũng định mời Huynh Kinh, mà Huynh Kinh bỏ chạy mất tiêu à. Thôi bây giờ còn cứu sư đi à. Rồi mời sư Kim cứu giùm đi. Hello, sư Kim đưa cái mặt bí sĩ lên như vậy chắc là dòng kệ hay lắm ha. Rồi mời sư Kim kệ trước để đạo tràng bắt chước ha. Rồi à, trời ơi trời, bắt chước con là bán lúa giống đấy sư. Trời ơi trời, còn biết thế nào sư kia con lên, tại con đọc kệ dở như lưỡi gì vậy. Nghe nó nhức đầu luôn, con gì kêu nữa. Con biết thế nào sư cũng kêu con lên mà. Sư lúc nào cũng tập quê con, sư coi cái nào của con mà yếu nhất là sư thọc vô đó à. Trời ơi, con là đệ tử của sư mà. Đệ tử mà không biết sư phụ là đệ tử dốt rồi. À, nói túm lại để con kính chào đạo tràng đã. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, hạ thư Chí Ngạn phải không sư? Dạ, yeah. Các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trời ơi, lúc này con học được mấy món nghề để mà kệ. Cũng nghe cũng đỡ, cũng đạm, cũng đỡ gì lắm sư. Không có sợ bị chọc, sư chọc nữa. Miễn đọc được là xong rồi. Còn hay hay không hay, chuyện nhỏ đi sư ơi. Trời ơi. Rồi, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu. Rồi, nói từ giờ mệt quá. Một, hai, ba, ba người nghe. Vậy là rõ rồi đó. Thôi để kệ đại nó đi. Kệ mà kệ nó, thôi kệ nó sợ gì. Thở một chút cái đã. Tự giờ mới làm bài, mới chốc đầu vô là sư kêu lên kệ, kệ chuyện nhỏ mới sư. Về kệ Pháp Cú câu 287, hồi nãy con nhớ sư làm sao sư lên xuống kệ đây. À, tăng phục ta pa su sang mắc tăng, và sát ta ma na sang na răng, su tăng ga măng, mà hô khô quá, mắc chua gia, gia gắt cha tì. Đọc lên lần nữa. Nghe cũng được được chứ không hay gì đâu sư, nhưng mà cũng đỡ là không có bị sư chọc nữa, cũng đọc thông suốt trôi chảy chứ không đợi cày giật đọc một câu chạy mất tiêu giống lúc trước đó sư hả. Tăng phục ta pa su sang mắc tăng và sát ta ma na sang na răng
sự tăng ga măng mà hồ khô quá măng choa da ga chắc cha tì. Người tâm ý đắm sai con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi là ngủ. Trong cái câu này Đức Phật, trong câu này cái chữ mà Đức Phật muốn nhắn tới là chữ tâm và ý đó sư. Thôi con xin trả máy rồi, cảm ơn quý vị nghe, không có chọi đá còn nói con gì kêu. Dạ xin mời quý vị khác lên. Dạ con Kim Nhung ạ, à, con xin trả bài kệ Kinh Pháp Cú 287 ạ. Tàng ba Ô sa măng ta sa ma năng sụt đăng ga măng mà Mawa da ja gaik cha ti tang buta ba su sam mang ja samana sang sut tang ma ho ho ja gi i dam sai con gái xúc từ thần bắt người ấy như lụt trôi là ngủ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy xong ạ, à, con xin xuống chị kế tiếp ạ. À. Kính cảm ơn chị Như Quang đã bố bài ạ. À. Dạ, mời chị Tâm Phương ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Dạ cho con hỏi có nghe rõ không? Dạ. Dạ con cảm ơn cô Tệ Duyên, cảm ơn chị Lại, cảm ơn Kim Dung. Dạ con kính linh lễ Thầy, con xin đọc Pháp Cú 287. Dạ. Dạ, tự nhiên nó chạy vô pháp. Dạ. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 287. Dạ. Tăng Bút Tá Phá à. Tăng Bút Tá à, Tăng Bút Tá à, Phá Sú Sằng Phá Sú Sầm Mát Tăng Dạ Sát Tá Mà Nát Sằng Nát Rằng Sút Tăng Gà Măng Mắc mà hồ hồ quá mắt chú à già giá mắt giá gắt chát tí và người tâm ý nắm sai con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lụt trôi là ngủ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tăng Bút Ta Pa Su Sang Ma Tăng Ya Sát Ta Ma Na Sang Na Rang Su Tăng Ga Mang Ma Ho Quang Bồ Chú A Đan Ya Gan Cha Ti Tăng Bồn Ta Pa Su Sang Ma Tăng Ya Sát Ta Ma Na Sang Na Rang Su Tăng Ga Mang Ma Ma Ho Ho Quang Ma Chu A Giang Ya Gan Cha Ti
tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi ngủ. Dạ. Dạ con, dạ, à, những ai say đắm thế gian, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn người theo như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và con cũng tranh thủ con cũng vô kiếm cái phước không đọc xong, con xin nhiều quyết lại cho vị kế tiếp, hình như chị Nhật Huỳnh nè. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ và quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 287. Nãy giờ con chưa đọc, và bây giờ con xin đọc. Tăng Bút Ta Ba Su Sam Mát Tăng Và Sát Ta Má Ná Sàng Ná Răng Suốt Tăng Gà Măng Má Hồ Khô Quá Mắt Chú A Đà Giá Gắt Chắc Tí Tăng Bút Ta Ba Su Sam Mát Tăng Và Sát Ta Má Ná Sàng Ná Răng Suốt Tăng Gà Măng Má Hồ Khô Quá Mắt Chú A Đà Giá Gắt Chắc Tí. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi ngủ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cũng xin kể. Tăng Bồ Tát Ba Su Sam Mát Tăng Và Sát Ta Ma Na Sang Na Rang Suốt Tăng Ga Măng Ma Hô Khô Hà Ma Chú A Đa Và Gắt Cha Tì. Tăng Bút Ta Ba Su Sam Mát Tăng Và Sát Ta Ma Na Sang Na Rang Suốt Tăng Ga Măng Ma Hô Khô Hà Ma Chú A Đa Và Gắt Cha Tì. Những ai say đắm thế gian, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng. Dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn chị Metta. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Nguyên Trang và Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phục Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài. Dạ nãy giờ con lặn có như quan nên con lặn mất tiêu, bây giờ con mới trồi lên thì như quan lặn con được xin trả bài. Mình không có trước máy, mình có nghe ghi hí rất là hãm ơn cùng kính tăng qua mát chiều a đa giá gắt chất ti tăng bột ta ba su sang mặt tăng gia sát ta ma na sang na răng suốt tăng gà măng má hộ gồ qua mát chiều a đa giá gắt chất ti tăng bột ta ba su sang mặt tăng Dạ sát ta ma na sẵn na răng suốt tăng ga măng má hồ gơ và mạt chú a đa giá gát chá tí. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tự thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ.
Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tăng Bồ Tát Ba Sự Sanh Mạt Tăng Ba Gia Sát Ta Gia Sát Ta Ma Na Sanh Na Răng Suốt Tăng Gia Măng Ma Hô Gô Hoa Mạt Chú A Đa Gia Gọt Cha Ti Tăng Bồ Tát Ba Sự Sanh Mạt Tăng Gia Sát Ta Ma Na Sanh Na Răng Suốt tấm ga măng mà hô gô quá Mát chú a đa và gọt cha ti Những ai say đắm thế gian Bám vào con cái vào đàn vật nuôi Sự chết cũng cuốn theo người Như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng Dạ con có đọc sai, Ngài chỉ dạy lại cho con. Dạ kính mời bằng tay quý vị ạ. Dạ, ngài vị nào nhà chưa đọc chưa, chưa kể kính mời quý vị. Dạ, hôm nay có những cái nick mới đó. Dạ kính mời quý vị lên đọc và kể ạ. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, alo alo, 1, 2, 3, 4. Mỗi lần tự nhiên đồ rung nó hơi hồi hộp. Dạ, hỏi đạo tràng, xin hỏi đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, Thiện Vũ, Nhật Quỳnh, Kim Nhung đã cho biết nghe rõ. Dạ, bây giờ xin đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, đúng rồi. Cái đánh thoát nó không có liên tục. Dạ, bây giờ... Tự nhiên cũng cố gắng để mà kệ Thôi kệ Đạo tràng hoan hỷ Và có lúc nghe được Lúc nghe không được Alo alo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sao không nghe Alo 4 à, Rồi bây giờ tự nhiên xin kệ nha Khổ thế Tăng Bồ Tát Ba Sư Sam Ma Tăng Gia Sát Tam Ma Na Sang Na Rằng Su Tăng Ga Mang Ma Ho Go Wa Mat Chu A Da Gia Gat Cha Ti Tăng Bồ Tát Ba Su Sam Ma Tăng Gia Ta Gia Sa Ta Ma Na San Na Rằng Su Tăng Ga Mang Ma Ho Go Wa Mat Chu A Da Gia Gan Cha Ti người tâm ý đắm say con cái và súc vật tử thần bắt người định tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ tăng bú ta ba su sam ma tăng và sa ta ma na san na rằng Su tăng ga măng ma hô wa Mạch chú a đa gia gạt cha ti Những ai say đắm thế gian Bám vào con cái vào đàn vật nuôi Sự chết cũng cuốn theo người Như làng mê ngủ Lũ trôi chẳng ngờ Dạ, phổ thơ này Hòa Thượng Giới Đức Dạ, xin sám hối với Đạo Tràng Từ sáng giờ tự nhiên phân tâm gì Cái nick mới Dạ, để vài ngày rồi nick mới này quen rồi tự nhiên sẽ giới thiệu Dạ, con xin xuống mic ạ
Nam Mô Thầy Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, để con lên kể trước rồi mời anh bài nha. Cô Nhật Quỳnh mời anh bài đó nha, nên anh bài nghe rồi anh bài lên nha. Dạ con cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ con xin kể câu pháp cú 287 ạ. Tam Buddha Pan Su Samman Tang Ya Santama Na Sang Narang Sutang Gamang Maho Kho Wa Machu Ayang Yagat Chati Tang Buddha Pan Su Samman Tang Ya Santana Masang Narang Sutangamang Mahokowa Machu Ayang Yagat Chati. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: những ai say đắm thế gian, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Và đây là phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Rồi, sa thú bàn tay của anh bài. Và con xin xuống mít ạ. Dạ con xin kính sư và chào đạo tràng. Xin cảm ơn chị cô Nhật Huỳnh và Nguyên Trang. Bây giờ con xin đọc kệ Tam Buddha Pa. Đọc lại: Tam Buddha Pa Su Sammatam Ya Sattamang Manasam Naram Sutangamang maho gowa Machuadaya gacchati Tam puttapa susammatang Yasattan manasangnarang Sutangamang maho gowa Machuadaya Yagachati. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như luộc trôi làng ngủ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cảm ơn. Dạ con xin hết. Nam mô này nha. Nam mô tham mai nha. Nam mô sanh kha. Quan trọng ở đây là chúng tôi chú trọng về phần âm và đoạn âm. Nói giọng kệ thì quý vị cứ tự nhiên kệ là sao cũng được hết, miễn sao quý vị thấy hay là được rồi. Nhưng mà cái giọng kinh thì nó hay là do trường âm và đoạn âm. Ở đây có ba từ mà chúng ta cần phải chú ý. Cái câu đầu tiên là Buddhapasu Sammatang. Cái chữ Sammatang có vị đọc là sang. Khi nào mà nó là chữ sang, nó là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Còn ở đây Sammatang, nó là trường âm nhấn. Cho nên quý vị đọc là sam, chứ đừng có đọc là sang ha. Đó là một từ. Trong đời càng thì chúng tôi nghe quý vị đọc chữ sang.
Thật sự nó là sammattaṃ chứ không phải là sam ha. Đó là chữ thứ nhất. Cái chữ thứ hai, chữ suttaṃ ha, chữ suttaṃ, chữ ngủ. Thì quý vị đọc nhanh quá, chúng ta nghe giống như là suttaṃ chứ không phải là suttaṃ. Su thì nó là đoạn âm, còn đây chữ sút nó là trường âm nhấn, cho nên hai từ này chúng ta đọc bằng nhau. Sút tăng à, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sút tăng chứ không nên đọc là su. Rồi cái từ thứ ba mà quý vị hay bị vấp là cái từ, cái câu cuối cùng, cái chữ ở giữa a đa giá, hay trường âm thông thường. À, chúng tôi nghe quý vị đọc a ya, a ya chứ không phải là a đa, a đa giá. Mà cái người mà đọc gần nhất ở đây á, mà nghe rõ nhất á là Sích Nguyên Trang. Sích Nguyên Trang đọc a ya, a ya, chắc mùa ai đánh đầu á, a ya hả? Không, đây là a đa giá chứ không phải là a da ha. A đa giá à, chỉ có ba cái từ đó, quý vị chú ý ha. À, bây giờ chúng ta xin đọc lại một lần theo dụng kinh, rồi chúng ta đi vào duyên sự ha. Xí Nhật Quỳnh cưỡi gì, trong khi chỉ sâm mắt tăng, Xí Nhật Quỳnh đọc là sâm mắt tăng ha. À, chỉ sâm mắt tăng, Xí Nhật Quỳnh đọc là sâm mắt tăng. Còn cái từ ma hồ khô quá, ma hồ khô quá à. Rồi quý vị có muốn nghe Sích lên lên đọc không ha? Trong Hồng Nhật đến với đạo tràng chúng ta rất là lâu, nhưng mà chưa bao giờ coi như Sích Hồng Nhật đưa tay lên đọc. Bây giờ quý vị có đồng ý mời Sích Hồng Nhật lên đọc không? À, kia nô tàu quá hả, tàu quá thôi, đọc cũng mắc cỡ nữa. À, bây giờ chúng ta ôn lại một lần ha, rồi chúng ta đi vào duyên sự. À, thời gian cũng còn bao nhiêu, có 6 phút nữa thôi, quý vị thông cảm ha. Nhưng mà hôm nay là quý vị rất là tuyệt vời, nhất là những cái nick mới, quý vị rất là tiến bộ. À, tiến bộ mà chúng tôi không ngờ ha. À, nghe là quý vị không biết là học ở đâu đó không biết, mà bây giờ coi như đến với đạo tràng, quý vị đã thể hiện khả năng của mình, sự tiếp thu giọng đọc rất là chuẩn, à, rất là hoan hỷ. Tăng bút ta pa su sam mắt tăng ya sa ta ma na sang na rằng su tăng ya mang ma hồ khổ quá mắt chú a đà ya gắt cha tí. À, như vậy thì quý vị thấy à, chúng ta đọc lần hai câu ha, chứ đừng đã đọc từng câu một. Quý vị đọc từng câu một có ý nghĩa là đánh vần, còn chúng ta đọc một lần hai câu nó xúc tích ý nghĩa ha. Tăng bút ta ba su sam mắt tăng và tamana sang na rằng, hai câu thì quý vị thấy đủ khả năng để quý vị coi như giữ được cái giọng của mình, và cái âm giọng nó vẫn nó xúc tích, nó đầy đủ ý nghĩa hơn ha. Số tầng gà mằng máu hù cù qua mắt chú a đà gia gát cha tí. Quý vị chú ý ha, đọc lần hai câu ha, đừng có bao giờ đọc từng câu một. À, người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như luộc trôi làng ngủ. Câu Phật ngôn này Đức Phật đã thuyết lên tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến cái nàng Kisagotami. Kisagotami tức là cái nàng Gotami mà ốm, chữ Kisa có nghĩa là ốm yếu ha. Thì câu Phật ngôn này được Đức Phật nói rõ trong cái sự tích à, câu Phật ngôn 114 à, câu Phật ngôn 114 tức này là Kisagotami này là một người à, hữu phước,
tức là cô ta có phước quá khứ, cho nên khi mà đi ra ngoài chợ trông thấy có cái ông đó, ông buôn bán mà coi như là một cái đống than ha, một cái đống than vuông lên như vậy. Ông nhìn vô cái đống than đó, nhưng mà nàng Kisakotomi nhìn vô đống than đó thì không phải là than, mà đó là một đống vàng, một đống vàng. Thì mới ngạc nhiên hỏi, người ta buôn bán thứ này thứ kia, tại sao ông lại đem vàng để ông chất đống như vậy mà ông buôn bán vậy? Thì cái ông già đó, ông đó là một người phú thương, một phú hộ rất là giàu có, nhưng mà khi cái phước nó hết rồi thì cái vàng của ông ta nó biến thành than. Rồi một người mắc với ông ta rằng, ông hãy đem cái số than này ra ngoài chợ ông bán, ai mà nhìn thấy cái than này là vàng á, thì người đó là người có phước, có thể đem lại tài sản cho ông. Thì ông bảo cái người đó là, tôi bán than đâu phải bán vàng, nhưng mà người đó cầm lên cục than đó thì cục than nó sẽ biến thành vàng. Và người đó sẽ nói rằng, thật sự không phải là ông bán than mà ông bán vàng. Thì ông hãy hỏi cái người đó, nếu là nữ thì hãy gả con trai của ông cho cái người đó, và hãy giao cái tài sản cho người đó, thì người đó có thể phục hồi lại những cái của cải mà đã hết thời của ông trở thành như cũ. Thì ông này ông nghe lời như vậy, ông đem than, đem vàng ra ngoài chợ ông bán. Suốt một thời gian dài thì cái nàng Kisakotomi này tới thấy cái số vàng bán như vậy mới ngạc nhiên mà hỏi ông ta. Thì ông ta mới cưới nàng Kisakotomi đem về cho con trai của ông, và giao tất cả tài sản của ông cho nàng ta quản lý. Và cái số tài sản đó được phục hồi, tức là những cái vàng biến thành than của cải mà nó xuống cấp, nó trở lại như cũ trong các cái kho của ông ta. Thì nàng Kisakotomi là một người con gái nhà nghèo, bây giờ lấy được ông chồng có một cái gia tài coi như là gia đình thương mến như vậy, thì cô ta cảm thấy rất là hài lòng. Rồi về gia đình chồng sống một thời gian ngắn thì có được sinh ra được một đứa con trai, và hạnh phúc đến với cô ta. Thì cô ta cảm thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao, tức là rất là hoan hỷ với hạnh phúc đó. Thì bất ngờ đứa con trai của cô ta lăn đùng đã chết. Cô ta nghĩ rằng hạnh phúc đến với ta không lẽ như thế này, chắc là nó ngủ. Bởi vì trước đến giờ cô ta chưa bao giờ thấy cái trường hợp chết một cách đột ngột như vậy, tưởng rằng đứa bé ngủ và có cứu sống được nó. Mới ôm đứa con vào lòng và đi kiếm những vị dân sư, những vị thầy thuốc giỏi để cứu con mình, để cứu con mình. Thì khi mà đi chỗ này chỗ kia, ai cũng lắc đầu, và có người chỉ cho cô ta rằng chỉ có Đức Phật là một vị pháp vương, một vị y vương có thể cải tử hoàn sinh. Và cô ta đã tìm đến chùa Kỳ Viên. Đức Phật bảo rằng hãy đi kiếm cho ta những hộp cải, ta có thể cứu con của nhà người sống lại. Nhưng mà hộp cải với cái nhà nào không có người chết. Cô ta mừng quá, con mình được cứu. Cho nên ôm đứa con đi vào làng, đi từ đầu trên xuống sống dưới. Hạt cải thì xin được, nhà nào cũng có một cái hết á. Họ cho một cái, nhưng mà khi cầm một cái trên tay thì cô ta mới hỏi trong nhà này có ai chết hay không, có người nào chết hay không. Thì trong gia đình nói cái người chết còn nhiều hơn người sống nữa. Cô ta nghe như vậy, và tới chiều, đi từ sáng tới chiều cũng nghe cái câu nói người chết nhiều hơn người sống.
Hột cải thì cầm trên tay, nhưng mà người chết thì nhiều quá, nhà nào cũng có người chết, trả hột cải lại. Và cô Tăng ngộ ra rằng ồ, đây là một định luật mà không ai tránh khỏi. Cho nên khi mà về trình diện lại Đức Phật thì Đức Phật hỏi rằng: này Kisa Gotami, con đã kiếm được hột cải hay chưa? Bạch Đức Thế Tôn, con kiếm hột cải thì được, khắp cả làng này nghe là hột cải có rất nhiều, nhưng mà cái người chết là nhiều hơn cả người sống. Chính vì vậy cho nên Đức Phật dạy rằng con trai chết thì ở đây nó là một định luật tự nhiên đối với tất cả chúng sanh. Tử thần như là một luồng nước cuốn trôi tất cả chúng sanh chìm đắm xuống bể khổ. Và Đức Phật đã dạy câu Phật ngôn 287 này ha. Tăng bút ta ba su sam mắt tăng già sa tamana tăng na rằng su tăng già mằng ma hồ khổ quá mắt chu a đà gia gác cha tị. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như luộc trôi làn ngủ. Và trong duyên sự này chúng ta thấy rằng chết đứa con so dạ mẹ sầu, tưởng rằng trẻ chết chẳng bao lâu, bàn tay cứu tử còn mong ước, hột cải hoàn sinh hết vòng cầu. Thế lẽ vô thường mau tỉnh giác, gặp đường diệt khổ nhẹ lo âu, hữu duyên Phật độ nàng kiều đàn ốm, nghe pháp vừa xong đắc quả đầu. Câu Phật ngôn 287 chúng tôi đã trình bày xong. Với câu Phật ngôn này thì cho chúng ta thấy rằng tử thần, chính Đức Phật còn bị tử thần chi phối. Tức là trong ngũ ma, năm loại ma thì quý vị biết rằng pháp hành ma vương, phiền não ma vương, ngũ uẩn ma vương, rồi chư thiên ma vương, bốn loại ma vương đó Đức Phật chinh phục. Nhưng mà tử thần ma vương khi gõ cửa tại tháp Ba Hòa thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật mới nói rằng: ê, chờ Như Lai 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt. Tức là Đức Phật ngài hứa với ma vương 3 tháng nữa ngài sẽ nhập diệt. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà tử thần gõ cửa, chúng ta không có thời gian nói chuyện. Nhưng mà đối với Đức Phật, ngài nói với ma vương 3 tháng nữa ngài sẽ đi, tức là báo cho biết rằng sự chết đã đến, cái thân ngũ uẩn này đã chín mùi rồi, không thể tồn tại được nữa. Đức Phật cũng nhận thấy như vậy, cho nên nói rằng còn một số công việc Như Lai chưa giải quyết xong, nhất là tế độ Su Phát Đà, cái người đệ tử cuối cùng trong cái dòng tháng tư. Cho nên Đức Phật nói rằng 3 tháng nữa Như Lai mới nhập diệt. Còn chúng ta mà khi tử thần kêu là chúng ta phải lên đường ngay. Vậy thì trong ngũ ma, bốn loại ma Đức Phật chinh phục được, nhưng mà tử thần ma vương Đức Phật cũng chịu theo cái quy luật hữu sanh hữu diệt. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống này, chúng ta bớt đi những sự đắc thâm đắm về con cái, về súc vật, về của cải, về tài sản, con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Thì chúng ta bớt đi sự tham đắm đó, để rồi chúng ta khi mà tử thần gõ cửa, chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Với câu Phật ngôn này là một bậc để chúng ta thức tỉnh tu tập. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống được an vui.
Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sanchawache na sotivo ho tu sapada. Do lời chân thật này, tín dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội tiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Xin sám hối với pháp hội là chúng ta đã trễ mấy phút rồi. Xin mời sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Satya Lokam Yaya Satya Jivanta